Tên 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 chào người với channel mình là Kim Mao Nguyễn. Hôm nay mình sẽ đến với cùng mọi người tiếp tục qua cái phần spy. Thì mấy nay mình có làm những animation mới nhưng mà mình không có quay clip, nói chung là ôm làm là cái ad cũ thôi, nó hơi lâu, mất thời gian mình không quay. Hôm nay mình sẽ chọn cái ad mới. Đây là cái ad mới của cái bạn Sitahachi, máy vẽ cái phong cách nó khá là mới, nó kiểu chibi nhưng mà nó hơi phát phối hơn một chút. Mình thấy đẹp với lại mình thích bắt vào lâu nên thành ra là mình quyết định là mình sẽ làm animation cái này. Thì cái này nó tương đối đơn giản hơn mấy cái ad của mình làm animation hôm nay. Mấy cái của mình nó hơi bị background phức tạp á, nó tương đối rất là nhiều nhẹ. Rồi không nói nhiều, vào luôn. Copy cái này nha, mở Photoshop lên. Dĩ nhiên muốn làm animation thì bạn phải biết vẽ chút đỉnh như như Hồng Huy Ca. Rồi mình thấy 10 phút này mình mượn tranh nên thành ra là mình xin phép giữ lại luôn cái chữ ký của bạn ấy nha. Câu ý không chút đáng hóa lớn luôn. Đó đi. Không cần thiết bước hết. Đây ông này là mình đúng cái đúng cái tranh thôi. Bước đầu tiên thì cắt nó ra. Cắt hết đóng này ra trước đã. Để xem không thể cắt sao đẹp nhưng mà khối khá mút cái cạnh rồi là sao ta, nó giãn lượt cho nó cái cạnh cái đường của nhân vật nó rất là ngon. Xin phép cắt một bên nữa. Hôm nay sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu luôn là cho những bạn nào mà có thể bạn không không có chuyên sâu vào, không có đi theo cái hướng là làm animation. Dĩ nhiên mình cũng chính là biết thôi nhưng mình không có chuyên, nhưng mà để cho cái tranh của bạn nó thêm sinh động hơn, nó hút mắt hơn thì biết chút đỉnh animation được. Mình không cần phải làm tới cái mức mà như mấy cái người chuyên làm mức căn bản thôi. Này nếu như tranh của chính các bạn vẽ mà ai mà vẽ tranh theo kiểu mà có phân bây giờ ra rõ ràng từng cái chi tiết thì này nhanh khỏi cái như mình, hoặc là có cái bây giờ nhân vật thường bạn vẽ nhân vật thì cái background nó riêng tắt background đi khỏi cái cắt dây mất thời gian. Còn bạn nào mà chuyên thì đú trang được, cứ ai tới cái sự kiện nào đó, mấy cái game như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân mới ra skin hoặc là nó ra tướng mới bạn có thể cho mày mượn tranh để làm animation. Mày do mình thấy trên Facebook tranh được up lên Facebook nó bị giảm dù chất lượng xuống ta nó hơi mờ. Cái chính là mình mượn tranh làm như sành tại cái nhân vật này nó rõ ràng, với mình nó rõ ràng chi tiết rõ ràng nên thành ra là dễ cắt, nó không có bị dính nhiều quá. Những cái tranh mà nó phức tạp nó dính nhiều
Còn bắt rau nó phức tạp, làm nó cắt mất thời gian. Mấy cái của mình làm với cái kiểu mà nghiệp dư mình thì cái đống mình dành trên trang mình, các bạn nào thấy vào để xem một vài cái hôm nay mình làm cho những cái app cũ của mình là 4-5 tiếng luôn. Bên này dạng tìm hiểu chơi thôi, mình sẽ làm một cái bản spy free dùng thử của hãng, nó cho xài thử à, mình xài cái bản đó thôi chứ 6 triệu hiện tại mình chưa có kinh tế. Nên thành ra mình xài cái bản kia thôi, nó không cho sale, nên thành ra là xài nó phải sắp xếp thời gian để làm chứ nó không nó sẽ bị mất điện hay là tắt máy đi công chuyện gì đó mà không có được, lý do là nó không có cho sale. Thì làm xong rồi lấy bạn làm xong bạn kiếm phần mềm nào đó mà dùng để quay màn hình như mình vậy nè, còn quay á lại úp lên Facebook chia sẻ bạn bè coi những nhân vật tao mới làm mới làm animation mà. Ôi. Thực tế là nói đơn giản thôi, là giờ các bạn chỉ cần làm cho con mắt nó chớp chớp thôi là nhân vật vẫn có hồn rất là nhiều. Với những bạn nào mà vẽ mà không phải vẽ theo đi theo cái hướng mà vẽ kiếm tiền, bạn đi vẽ theo cái kiểu là vẽ đứa con tinh thần, vẽ sở thích đó, thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Mình vẽ vô tư đi là đi để đề phòng có hư gì đó, thì bạn đâu cần phải vẽ kiếm tiền đâu, bạn vẽ con của bạn thôi đúng không, bạn làm như trình cho nó gọi là đứa con thực sự. Tí nhầm rồi, khi làm á bắt rau không cần phải tô giống sát sườn với cái bắt rau của mẫu đâu, của cái bài mà làm đâu, thì thực tế nó không khó. Với lại khi mà animation vô á nó kêu là nó che mà nè, thực tế cái này nó tự động nhẹ thôi, nên thành ra là các bạn không cần phải cố gắng cày cuốc cho vẽ cho nó giống cái bánh rau đó. Mình này là mình làm animation đó, con mắt của mình đó, nó không có theo kịp chứ không có để ý nhiều đâu, thành ra mình chỉ cần làm nó mài mài giống giống cái rau của cái mẫu đó. Giảm xuống theo cái vượt hơn này nhắc lại nó mất bao nhiêu của này của bạn ấy thì tôn trọng mấy xíu. Mình giống giống cũng có tâm. Cái nhầm tí tí. Nào mình nó hơi sẹt 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 chút. Rau tối hả, cần tường phải đóng chứ tầm này quan trọng hơn thì đánh mặt một chút rồi quên nó cũng sale rồi nó mất tay chết rồi.
chill. Đó. Xì ra đâu. Rồi. Nhân vật này nó cắt một số cái ra, một số cái mà nó sẽ chuyển động. Ví dụ này. Này dùng là là cắt cho nhanh nha. Và này là gì đó? Đang thích. Dạ, cái áo này hơi chua. Gì này thôi. Để áo bên này. À, những cái mà nó bị dính nhiều vậy nè, hơi khó làm, tại vì phải vẽ lại rất là nhiều được. Lưng. Hay có hai cái giá áo bên này cho nó tự động giá áo bên này luôn. Tay mình không cho tay chuyển động, hai cái đùm này là thấy đầu. Mà lúc vẽ thì chắc chắn sẽ có cái laser này riêng rồi, tóc bên dưới nó không có laser riêng rồi. Sướng. Chọn từng khúc cho nhỏ này, chọn từng khúc cộng lại để cho nó đỡ bị như nãy nó bị dính dùng cái là nó tự kết kết dùng luôn, đóng dùng thành ra nó nên chia ra đi chọn nếu như chọn là của mình. X, ship B này là trang sức ngay. Bạn nào có thời gian nhìn kỹ hơn. Với lại cái này nó hơi mờ mình không khó. Ship B trang sức bà. Cái tóc này nè. Tinh tế có lỗ tai cắt luôn nó.
Nguồn cát này là đã mình nhớ là đã cát thôi là đã mất thời gian rồi. Bình tĩnh, đừng gấp, gấp là hư một cái đường hết. Mình là tóc, tên, phía trên bây giờ trên tóc là nó phải nó che nè. Sao ta, có nên cắt không? Cho nó dính vô mình để cái tiếp là cắt lớp nó ra nè. Với cái này nè, cái gọng tóc nằm phía trên nè, cắt ra. Tóc cái đây mấy này phía dưới này, cái cọng này dưới nè, như trên nè, nó có hai lớp, lớp trên lớp dưới, mình sẽ chia làm ba luôn. Lúc này là dẹp trước nè, chibi cái kiểu chibi thường cái tóc là cái chính, nó cái nằm phía trước luôn. Mình tắt cái kia vậy đó. Tóc ma này nó cắt cái đám phía trước ra này, nó có hai 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 bên, mình chia ra cho nó hoạt động khác nhau. Này cộng này nữa là xong. Không, không. Rồi. Cuối cùng tí nữa. Đây là hai mắt. Nó bị gì đó, nhưng mà chắc có khi mình tập trung quá mình quên nói chuyện khủng khiếp, quá quá tập trung vào cái phần là mấy cái nó cần đồ kỹ mà. Tốt nhất bạn đừng đặt có dấu này, có dấu sau này nó có bị lỗi tạp sửa thì nó rồi tạp. Không chơi lại đóng này, trăm phần trăm chơi vô.
Chơi vô. Đó, cái này nữa. Nghe tóc của mình nữa nè. Giờ máy rồi. Nhìn lại. Máy tính cùi của mình. Nó tóc khúc này. Đảm một vài đi ở đây để thấy được cái khúc nào ô. Nó mới tầm tới đây. Khúc bên này nó là tóc. Phần nào thiếu nữa là tô vô chút này. Để tâm quá. Bên này trong ô đen hết luôn. Này cái chùm bự nhất to thôi mà nó béo nó trắng. Từ cái bên này thì tôi nó xanh trắng. Hai cái đồng này mình muốn tô theo áo này, đây là lòng tóc nè, áo cũng ở đây luôn. Lần dùng bên đây thì khỏe hơn, còn tóc hơn. Rồi. Mở thang này lại. Nó tiếng vô qua là chưa có mở là làm đi nè, chén gì đó làm nó hơi hơi dính vô, đừng có con nhỏ này quá.
tóc vô, quần áo vô. Này là cái bên dưới là lúc nó di chuyển nó đang để lộ bên dưới là mình tô cái này vô. Gần quá sát xương. Người biết biết là được. Này này yêu quá, yêu quá. Lông tóc thì mình mở tóc lại nè. Đó. Còn cái lông tóc kia của mình rồi. Mình này nó mà tin thấy nó kỳ kỳ. Xong nha. Mình còn cái vạt áo với cái thắt lưng mà cần nó vẽ lại nè. Này để tạo layer mới nằm ở dưới giờ này vô như này áo luôn. Đó. Khúc này là khúc này là cái quần nè. Quần. Giờ boy nét đi. Đó. Lấy cái cọ lên miếng nghe vô trường gì nhật người ra nhật này nằm phía trên. Đó, quần xong cái áo bên này cũng hơi mà che nè. Từ từ thấy đang mình giao áo nè là sắc nét rồi. Bên này nó lại có hai phần ba bốn phần luôn. Chắc lên này mình lấy cái tà không ra lại lúc này không có bị chuyển lấy cái tà không tà này này đó. Đó. Nếu mà luôn. Nếu mà luôn.
thế này. Vô hello nha. Đó lý do tại sao mà cái gì người ta phải trả tiền cho mày làm cái này lâu lắm, nhanh quá thì không ai tê làm cái này mất thời gian. Màu đen luôn. Nó có màu đen à? Đấy, này xài ké bên đây. Rồi này cũ xóa này đi, này là phần còn lại phần bộ đi đó. Edit vào script browser, cái này mình làm rồi, ai mà không nhớ thì nhắc lại là mở tới cái spy á, trong spy phải có cái giúp mình tự nó xem nó ra cái file JSON. Ok, đợi thôi. Không. Kiểm tra trước khi tắt nó đi, kiểm tra. Mấy mình nó già con cũng mất trời vậy. Nó đây có cái file đến gì xanh, cái file gì mày là được. À chưa, nói không. Nhờ kiểm tra mới thấy còn cái chưa nữa. Khúc mắc này chưa có vẽ. Để vô. Chút cam, chút sao, chút nâu, chút này hơi hơi trắng như thế này. Rồi, mình theo luôn, dù nó tí nữa là phá hoại không. Không biết sao sao. Đó, giờ mới đúng nè. Xem lại. Cái hạn chế lỗi thực ra mình xóa. Tốt nhất là mình xóa đi hạn chế cái xin lỗi làm lên có.
Mình thích là ai hiểu mình ghê lắm. Qua chưa? Ok. Tắt. Tắt cho nhẹ bớt. Máy thì sida hạ tầng để sida. Mình vừa làm cái animation cho con mình cái ad một khách cũ của mình. Bốt đời chờ nó nhanh. Mình có làm cái animation cho cái ad cũ của mình. Đó, cái cũ, cái cũ mà mình làm. Vô import data mở đường dẫn cái file đó. Ok. Công việc như thường ngày gắn xương chọn lúa gắn xương xương ngay giữa lên tới ngực luôn. Tiếp gắn tiếp mình là chương này này chung luôn. Rồi cái này là nó sẽ dính vô cái link này. Link mình cho khoảng ba cái xương để cho nó thường. Cái này nó dính vô cái dạng này. này cái xương ba cái cho hai cái đầu này với tóc nè đầu với mắt nè tóc. Không mình dưới cũng đâu từ đầu mỗi gấp phụ mấy cái này mới sướng. Phần này bên này nhất rồi rồi cắn xong đúng không? Đây bấm ngoài chắc là xong đó. Mắt coi chưa xương này gắn vô đâu mà gắn vô tóc là mày rồi
tóc này nó đang nằm với xương nào nhỉ? Tóc này đen vô cái tóc trên xét qua lên. Tóc này bay mà bay mà không mắt này tóc này đó thử đó. Toàn bộ tiếng ngay cái hình hoặc cho cái nào về đấy thì chơi trước mẹ edit mẹ làm nhanh à, bắt chéo à, giữa hai xương có cái lằn chéo này. Nó cắt hai điểm như là được bài nó trong hai xương xong mát mẹ đây đi mẹ gồm ăn khoảng hai xương ăn khoảng hai xương bài 1 2 4 5 6 7 8 đợi xong tới phần nào bên này chắc lên rồi cái này nhanh thôi ai có tâm hơn có thời gian hơn thì làm kỹ hơn xíu vậy vài chữ nói nào thấy cái nào chơi cái trước liền nó lại vừa thấy là bên nào xảy ra là mình làm gấp quá thiếu bài thì bài này tí thì nhau mình coi thiếu cái nào kéo mình đi rồi ô tê 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 không sao mình nó nhỏ lắm không ai để ý đâu thì một cái này mới làm được biết nè đó nhau mà bay tí nào bay được bay hết đó.
Hỏi này không ra. Hỏi này. Lỡ làm cho tới luôn. Cái tóc này là cái tóc nào mà lỡ làm cho tới luôn, nhìn chịu không nổi, muốn thêm vô mình không có được thiếu sót nhanh nhất là vượt dọc bài xong rồi 45 phút để làm mấy cái bạn chưa đụng đây đi sẵn của dê à. Kéo bạn này ra drop ship màu đen kéo xuống order và hết order tương tự qua color xong b bấm ngoài chọn hết nè copy nè 60 rồi đặt lên mình chọn hết là ba nó không phải vậy view thế này giờ quá chưa nghĩa 30 sai đây này nó bị dính cái bát cao mình gắn này cho bắt tao làm gì quăng ra ngoài rồi mình gắn cho bắt tao làm gì có bay cái vật vô nhờ mấy cái này cho nó không dính vô đâu vậy thử cái khác anh này dính nè thử này dính nè à, mình chắc không có nhiều thời gian làm cái dáng này đâu lắm mình bỏ qua phần cái dáng mình làm đứng mà gió thổi thổi xíu nó nhanh tầm 20 không đó giữa này từ đây một cái nhất tới này đo gió ở bên phải màn hình của anh trái quên thằng dưới này ta thử thằng bên này như vậy hai mươi những con cái xoay qua xíu nữa
không? Mình cũng giống vậy, cũng xe này. Hai thằng dưới này đang về nhà thấy cũ. Ba zombie cũng nguyên tới đây bốn mươi sáu mươi đó là 50 55 50 nó quay qua đó. 55 hay là mày đâu bấm vô bên đó cái xương cơ. À, vậy hàng theo rồi này. Bát. Sáu mươi để về nhà cũ. Tóc vậy luôn, cục tròn tròn cũng vậy luôn. Xây quan trụ xây lên dốc cho nó khác nhau chút này từ 30 này thì dễ hơn là chia ra giúp cho nó đủ nguyên tính đó mày nó nhẹ hơn nó bay khác chút ba cái xương nhược bốn nè những do nó tới hai mươi là mình bay dùng mượn lên chút dễ nào còn quá cả thấy cái giống nắp tù xuống qua đây đi. Mình cứ quên chọn hết mấy xương hoài
mà cũng không có ok cái phần bùi nhùi bên này về nó đáng lẽ nó quơ qua đây mà quơ qua đây không được đẹp lắm vậy đó. Này nó bóc được vài chút cái này cho nó bóc. Đây là được rồi, cho thêm một cái nữa cho nó bóc được vài tí. Này quay quá nhiều đó, cho về đi đi cũ đó. Cái cộng này thì C V ngoài này lên này mà mình nhóm sinh viên là gì đi bắt hai thằng này qua đó, tiếp tục tiếp tục năm 20 mình kéo thằng này theo cho nó không ngập cũng bớt cái phần nó bị đụng đổ đi mười. Cuối cùng tới cái cuối cùng rồi. Vô người ra đi người vô nhiều
Rồi. Về góc ngoài hướng xương. Đó, giờ còn một cái nữa là xong. Mắt à. Được. Bánh mì tầm 20. Cơm mì 30 trước mắt xuống heo. Con nữa là cho cái này nó dài hơn chút nữa. Chín mươi rút này ok. Phút này đây nhớ bây giờ rồi tiếc là không có sale xuất hai được. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc cái clip hướng dẫn làm Inception từ cái hạt chanh luôn cho các bạn đó. Nói chung clip này nó đơn giản thôi chứ mình không làm nó phức tạp được. Mình bắt xương bớt no. Mình sai này đi luôn cái quên cho nó chạy đi cái đấy. Đây là kết quả của một tiếng lấy cái mượn tranh của bạn Sati Hachi Nguyễn để làm đó. Thì mình kết thúc clip này ở đây. Hiện nay đến những bạn làm một cái animation dạng là nó từ cái tranh cắt ra mình làm thì nó hoàn theo bạn thật sự bạn thấy đó, nó cắt và mới vẽ lại rất là nhiều nên nó mất thời gian lắm nên thành ra là mình chỉ làm cái này đơn giản thì mình cứ quay clip, còn những cái phức tạp hơn sau này có thể mình làm mình tua nhanh xuống đoạn thì nó gắn vào mất thời gian lắm, còn vẽ không là hơn nửa tiếng là mình thấy đó. Bởi đó là từ mỗi người làm chứ nó đâu có cái suy nghĩ nhiều. Thì nay kết thúc cái clip này đây, tạm biệt mọi người. Nếu ai mà cảm thấy thích thì có thể like bay hoặc theo dõi kênh YouTube của mình thì có thể nhận được clip mới nhất. Thì nó sẽ tạo thêm động lực cho mình làm cái làm thêm nhiều clip nữa. Bye bye, see you again.